nhất mà xe này cũng tốt quá, trái cũng tốt tốt không đấy. Ok, cảm ơn mọi người trở lại với kênh Miền Tây Phiêu Lưu nha. Hôm nay thì tại lưới mít nha các bạn, tiếp tục đi cắt mít nha. Hôm nay thì đẩy chiếc siêu xe của mình ra tiếp, bạn thấy không? Lái thì đi với ông anh già sư của tôi, thì một anh lái với anh già sư của tôi đi cắt rồi các bạn. Mình đẩy xe đây đợi sẵn nha. Mít thì cũng có trái bự lai gai thôi chứ không nhiều như mấy lúc trước các bạn. Đợt này thì vườn thì trái cũng ít thôi chứ không nhiều, bạn thấy không? Vẫn còn lai gai ít này. Đây, lai gai ít thôi. Lá cắt xuống gần tới này. Chẳng này báo cái giá nào cho mọi người nắm gõ nha. Giá thì hôm nay lên các bạn. Giá mít đã vượt cái mốc 40.000 một ký nha các bạn. Giá hôm nay thì mít nhất thì được 44.000 nha. Mít là 1 á, 44.000 một ký. Còn mít loại 2 thì 34.000. Mít loại 3, mít loại 3 đây gọi mít bi đó. Thì 24.000 nha các bạn. Giá 24.000. Mít thì cũng trái này gai, đợt trái sau cũng đầu gai các bạn. Này, đợt trái nhỏ sau này cũng khá là nhiều đó. Các bạn thấy không? Trái nhỏ này. Nhỏ sau này khá là nhiều đấy. Thì cái đợt trước được trái to này thì cũng lai gai nên không nhiều, trái cỡ này thì cũng ít. Nhưng mà được cái giờ nó đang có giá nha mọi người. Giá nó cũng khá là cao nha. Vượt mốc 40.000 rồi. Tiếp tục quay đầu tăng tốc như lúc trước rồi mọi người. Này. Lái đang ở đây. Này, cắt tới đây nè. Này cũng ít nè, cũng mấy trái. Hết rồi hả? Cho nó gụi xuống á, nó mới tốt. Cái cây này là ở bên Nhật nó mua 1 ký 100 mấy nè. 100 mấy đồ. Rồi giờ nó tốt dữ ha, nó thù lù kìa. Bít bờ luôn. Trái nó chín thù lù quá trời luôn, một bên giường mít kìa. Đấy, được mấy cái mít nhất rồi ta. Cái này không già, nó chỗ nào già trời. Hay quá. Thì mưa không mới đường cắt. Đâu thử mũ xem nữa cái coi. Thử mũ hả? Ừ, thử mũ coi. Hồi kiếm trái thử mũ coi. Nè. Không, kiếm trái thử mũ coi. Cắt cho mọi người ta xem cách cắt mít thử mũ rồi mọi người. Nó dễ, nó chỉ. Hàng lái này nó ác luôn. Kéo cây qua. Cho nó cắt mít mà giờ dùng cái cây thử đó là xưa rồi. Xưa rồi. Nó lấy cái đó là xưa lắm rồi. Xưa rồi nè, nè, đó là. Không cần thử luôn hả? Nè, cắt mặt nè. Nhìn mặt rồi biết hả? Thấy chưa? Nè, giờ chỉ nhìn thôi không, không thử mũ luôn nữa. Đúng. Chạy đó chắc già đó. Hay, nhìn mũi biết luôn hả? Gai mít. Trái này chưa được sao? Trái này chưa được nữa. Được, cắt luôn đi ông ơi. Đây này, gắt mít lên được cây này thấy không? Trong vườn kia có không ta? Cái giữa đó có đó. Bên đó có nhiều không ta? Có bầy chơi khúc đằng cây đó đó. Đây còn mấy cây, còn mấy cây bờ này hết luôn rồi. Trái đó là được rồi đó. Không, hai trái mà. Gì là hết đó hả? Nó còn bờ nó trái nó già thôi. Bơm nó để đó nó nuôi lật giặt. Ồ, trái đầu gốc bờ đó gì?
Chưa ông ơi. Trái nó chưa rồi, chưa thối, dễ gì không. Thối rồi. Chưa, kiểu nó gì. Cãi không. Cắt dao coi. Gì? Cắt xuống dao coi thử coi. Bên đây này. Cắt xuống dao là hết gì. Chứ bắt này chỉ đi chợ thôi như đâu. Thối nè. Hết rồi, hết rồi. Hết rồi đó. Vô tính, hết rồi. Hết mít luôn rồi. Xách lại luôn rồi, cắt hai cái này, xách vô. Đâu hả? Có nữa hả? Đây là hai cái rồi. Mít mà vô rồi, mít cái là biết rồi. Vô được cái nữa. Đây, đừng xe một. Mà xe này cũng tốt quá. Trái cũng tốt tốt không đấy. Trái chín hả? Xong rồi kéo vô coi. Này, chúng ta chơi xuống. Đợi tí nha. Thank you.